Rồi hello anh em, thì bữa nay á có một cái cho anh em mà đã xem kênh mình 2-3 năm nay rồi thì anh em sẽ biết ha. Thì hôm nay đâu quay cận thôi. Tháo kính ra coi. Anh em quay cận mặt luôn. Anh em có nhìn ra ai không? Nhìn thử đi, anh em hãy bình tĩnh nhìn vào 3 giây xem kỹ đây là ai đây. Đó, thì anh em xem rồi đúng không? Xem kỹ nha. Một số anh em có thể nhận ra và một số anh em có thể không nhận ra. Mình không nghĩ là sau 2 năm thằng em nó lại khác luôn. Đây là thằng Bình Mập hồi xưa anh em. Thằng nhóc mà chạy cái winner độ á. Nãy á thì 2 năm trước là đi lính. Xong 2 năm bây giờ là về đây. Nhưng mà bây giờ còn học sĩ quan lên nữa nha anh em. Đó, thì anh em đi lính mấy năm rồi về thấy không? Mà chuẩn bị gặp, chuẩn bị thanh niên, anh em quay kỹ thanh niên kia chuẩn bị đi lính nữa kìa. Đó, anh em đang ngồi đó, chung chuẩn bị đi lính. Đó, thì ở đâu phỏng vấn rồi, sau 2 năm đi lính rồi, sau cái bào mòn em từ một bình mập trắng trẻo mập mạp và bây giờ thành bình xì kê. Nói rồi đó, anh cầm nha. Đi lính thì cũng vui, nhiều chỗ em cũng được rèn luyện. Nâng cũng học nhiều lắm, nhiều kiến thức nữa. Nói chung là cũng cực không? Chia sẻ cho những anh em chuẩn bị đi lính thôi, cực không? Nếu mà mấy anh em đi lính thì chắc cũng chuẩn bị tâm lý sẵn thì nhiều chỗ không có sướng đâu, cũng cực. Đôi lúc thì cũng có sướng mà cũng có cực nữa. Nói chung là bù qua sức lại. Sướng là sướng sao? Mà cực sướng là cực sao? Sướng là bị thông thông. Đây nè, sướng ở đây là cái anh em có thể được cuối tuần được người nhà đến thăm, thăm gia đình, chuyện cũng vui. Cái hai là các anh em được học nhiều kiến thức bổ ích như ngoài xã hội, phòng ngừa rồi nhiều thứ cách cá như pháp luật này nọ, giúp mình có cái nền tảng cho sau này ra ngoài xã hội nữa. Anh thấy người thân trên gia đình thăm á, dạ, mà nó có lấy dù nó che mấy nhỏ bạn gái lên thăm mấy dù che lại đúng không? Có dù đó đúng không? Có thì đúng không? Là nghĩa là người góc rồi bạn gái lấy dù che lại. Còn gì trong cái dù thì mình không biết đúng không? Dạ đúng không? Không nhận ra luôn anh em, sau 2 năm quay trở lại không nhận ra rồi, chuẩn bị học 6 tháng quân nhân nữa rồi bây giờ qua đây là để định hướng mấy anh em suy nghĩ cái gì kinh doanh sau này ra 6 tháng định hướng cái gì kinh doanh ha. Dạ, đúng rồi. Má hồi đó mập lắm anh em mình sẽ chèn cái clip hồi xưa cho anh em coi, hồi đó mập thù lù luôn. Anh em nếu Bình Mập, thằng em mà mình đi lính á, thằng mập á, mập mà chạy chiếc Winner X á, có lên clip nhiều mà đúng không? Có. Đó, lên rất là nhiều, bây giờ nhận không ra, bây giờ giống như là hai người khác nhau rồi anh em, y chang hai người khác nhau luôn. Còn bụng còn bự không? Đó, cái bụng bự lắm, đó nó ngồi nè anh em, nó ngồi. Anh Minh mệt quá, mệt quá, thở, đó mình nhớ luôn à, nhớ. Còn bây giờ khác là hai người khác nhau luôn. Bây giờ còn nhớ xe mô tô vậy không? Nhớ hả? Ờ, với cháu cũng hay coi video rồi, xe đam mê mà. Ừ, xe anh em quay vẫn giữ lại. Chiếc kia chiếc gì? Chiếc trong cùng. Em kêu em kiếm. Nó đi lính xong bị cận luôn à. Với CB 650. Ừ, biết luôn. Lúc đó đi lính là chiếc này chưa ra mà đúng không? Chưa ra. Chứ em đi mấy nhà. Chiếc này. Này BMW S. Con này chắc biết chứ ba, chiếc này có rồi. Con này là cái gì? G1 các chế. Chiếc kia là cái gì? Bó tải. Lâu quá rồi. Bentley Lincoln 500. Bentley. Hồi đó ra là có Bentley 302, nhớ không? Nhớ hồi đó lấy Bentley 302 đi tour. Đó, vui quá trời. Đó, thời gian trôi qua nhanh lắm anh em. Bây giờ chuẩn bị cô kia là 2 năm nữa là sao đi lính rất là nhiều anh em hiểu sao tại sao đi lính không? Tại vì cái lứa tuổi mà đam mê xe là cái lứa tuổi mà nó cái trong tuổi từ 19 đến 21 tuổi là rất là dễ đi lính. Cái tuổi đó hầu như sẽ bị bắt đi hết. Đó cho nên thằng đệ mình này chuẩn bị qua Tết đi nè, cho nên mình cũng có em mới rồi, em mới chuẩn bị lên nó thay thế và nó đang học nghề. Đó thì chia sẻ kinh nghiệm đi lính vậy thôi. Đó đi lính thì sẽ có nhiều anh em mà có công ăn việc làm ổn định á, thì đi lính thì nó sẽ bị mất đi cái công việc đó. Còn anh em chưa có công ăn việc làm ổn định thì đi lính xong ra rồi anh em sẽ có cái một cái tinh thần thép, một cái ý chí chiến đấu kiên cường. Nè, đi lính là pháo binh đúng không? Dạ, em đi lính pháo binh lữ đoàn pháo binh 434. Ừ, còn mấy đứa mà bự là nó khiêng súng cối đúng không? Thấy mà đi diễu hành thấy mà mấy đứa mà bự con mà mét 8 rồi đó khiêng súng bự. Rồi đó anh em nhìn ra, mình không nhìn ra luôn anh em, thiệt là sự là mình
không thể nào nhìn ra sau 2 năm ròng rã. Ồ, bữa nay là nghỉ phép về đúng không? Chừng nào đi lại? Tại hôm nay nghỉ phép tầm thứ ba em đi lên kia lại. Thứ ba là đi lại. Dạ. Thứ ba đi lại. Đó cũng như là một người em của mình, những anh em mà làm bên mình đó, là hồi xưa là cũng không phải dạng như là nhân viên đâu, cũng là anh em thôi, anh em với nhau rồi phụ nhau làm người tay chân việc, phụ nhau rồi kiếm tiền ra đổ xe. Kiếm tiền ra đổ xe, bao nhiêu tiền là vô chiếc xe hết, chiếc quân ít. Bao nhiêu tiền ở xe hết, quân ít, bây giờ hết chơi xe rồi đó. Rồi có nói lời nào cho anh em xem kênh sau mấy năm không? Nói lời nào sao ta? Em lâu quá là có nhớ em coi kênh rồi. Thì cũng mong các anh em cũng ủng hộ kênh, thì ủng hộ anh Minh. Thì mình đang đi lính, hiện tại là vậy. Thì có thể sau này mình có thể quay lại làm chung với anh Minh cũng được. Sau này là mở workshop làm chung với anh Minh đó. Biết sao, nghe nói là mẹ dính rồi, mẹ cho vốn mấy em triệu đó. Có thể là sau này là sẽ đầu tư hợp tác với anh Minh, ví dụ như là anh Minh mở xe là sẽ mở một cái gì đó liên quan tới xe, ví dụ bán quần áo xe hay gì đó là xúc tới đó. Đúng rồi, đồ chơi xe. À, anh cũng đang muốn có một đứa mà để bán đồ chơi xe á, mà hiện tại chưa có đứa nào chịu làm, có nghĩa là không có thời gian. Nếu như có một đứa bán đồ chơi xe, mình ở đây mình bán xe mà có bán đồ chơi xe nó là ngon. Ví dụ anh em mình xe ra, ví dụ anh bán xe thì đồ chơi xe để riêng cho em, thì mình xe ra nhưng mà nhìn cái xe hoành tráng ra, nó hoành tráng hơn, có nghĩa là người một bộ phận mà nhìn cái showroom mình nó hoành tráng hơn nữa. Ví dụ như khúc này của anh đúng không, khúc bên kia của em đó, rồi thì mỗi đứa một mảng, thì em phải tuyển thêm để lắp đồ chơi xe là ngon luôn, là lụm hốc bạc luôn, lúc đó là bình gót. Bình gót đồ chơi xe đó. Em đi lên em cũng quen được nhiều người rồi, quen nhiều người, nhiều người có nhiều mảng khác nhau. Nhưng mảng về thì nghiên cứu thị trường, mảng về thiết kế đồ họa, nhân dân marketing rồi. Đó, rồi thì đến cũng quen được nhiều người. Đó, hồi xưa mấy anh em mình ở trong cái môi trường anh em mình nó rất là thoải mái. Thì đôi khi có những lúc cái công việc của mình nó sẽ không phải lúc nào cũng suôn sẻ anh em. Có lúc bán được, có lúc không bán được. Đó, có lúc phải lo chi phí rất là nhiều. Có lúc này lúc kia, nhưng mà anh em vẫn đi chung đến cuối cùng, trừ khi đi lính thôi là anh em mới đi đó, nhưng chung nó cũng đi theo mình đến cuối cùng luôn anh em. Đi chung mình đi lính thôi, còn đi lính sau về thì anh em thích thì anh em quay lại, còn anh em thích thì thôi, mình không có làm nữa, mình vẫn là anh em quen biết trên xã hội từ xưa giờ chứ đâu có gì đâu anh em. Đó, rất là vui vẻ. Nó sau 2 năm đi lính quay lại không nhận ra đâu anh em, thật sự mình nói là mình những anh em không nhận ra đây là một trong thế hệ là đời đầu của mình luôn. Đúng không? Đúng. Em mà thằng Hiếu và mấy đứa kia là đời đầu là khổ nhất, nghĩa là lúc đó là phải làm những thứ đó, nó cực lắm, phải đi lấy xe. Đúng rồi, từ khi mình thành lập ra mấy năm về trước, lâu rồi, 3-4 năm về trước đó, thì nó rất là cực đó. Thì bây giờ thì nó đỡ rồi, cái khoảng thời gian, tại lúc đó mới nó phải lo tất là rất là nhiều chi phí anh em, nó lo rất là nhiều chi phí, rồi nhiều thứ phát sinh, rồi mình phải đi tìm những cái chỗ mà đầu nguồn rồi tùm lum la hết. Đúng rồi, tìm đủ thứ, nói chung là có rất là nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ 2 năm bệnh nó về là ổn định rồi, mọi thứ ổn định rồi, bây giờ chỉ cần mở một cái chỗ đồ chơi nữa, ok nữa. Đồ chơi thì chắc phải một cái mặt bằng to hơn đó, ví dụ 30 thì mày 7 triệu chẳng hạn đó, mày mà cái mặt bằng mình to hơn, nó khổng lồ hơn. Chứ bây giờ em ra ngoài em thêm một cái mặt bằng 15 triệu đi, nó cũng có chút ép rồi đó. Nhưng mà khi mà anh em mình lại một cái mặt bằng 30 triệu nó hoành tráng, ta nhìn vô cái chỗ em ta muốn vô, nhưng mà khi mà em tách ra em làm một cái nhỏ xíu người ta không muốn vô, mà cái bự người ta chạy vô liền. Dự tính của em học về cũng, nhưng mà anh thấy cái mảng đồ chơi xe là ngon, mảng đồ chơi xe là ngon, nhưng mà em phải đi săn cái nguồn đồ chơi xe. Đồ chơi xe cần dây mấy win ít đồ nè, rồi lên xe nhỏ thôi, còn xe lớn mà khỏi cần. Trong kia lúc em đi lớn cũng có quen được vài người. Đúng rồi. Họ có nguồn nè, tôi chỉ em được. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha, và anh em chắc chắn sẽ nhận ra bạn này. Rồi cảm ơn anh em nhiều.